Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill Sagui đây. Thì ở trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là bốn đặc nhiệm nha, với cái xấu Jorgat cũng như là Ashtai Sakari nha mọi người, cộng thêm một con Vayne nè. Và mình cũng đang muốn làm một cái ý tưởng mọi người đưa ra cho mình làm khá là nhiều luôn á, đó chính là dắt đặc nhiệm carry hoặc là Jesus đặc nhiệm nha. Nói chung là tí nữa mình lên tầm level 6, level 7 mà con nó ra cho mình nhiều trước thì mình sẽ ưu tiên làm nó trước nha mọi người. Và trận này cũng khá là hơi luôn, tại vì ngay từ lúc đầu game Raw 2.1 nha, nó ra cho mình được một cái lõi kim cương, đó chính là tàng thư bí mật. Nó sẽ cho mình hai cái sách chọn ấn luôn nha mọi người. Và mình bán sao được hai con đặc nhiệm luôn, khá là ảo ma là dây đà luôn đó. Nên chốt bài từ rất là sớm luôn nha anh em. Có ác sớm nè, có hai ấn đặc nhiệm sớm nè, thì không chỉ có form bài bốn đặc nhiệm nữa thì chứ cái gì đây. Uầy, vừa ra dắt mà vừa ra giai su luôn hả? Khó chọn thế nhờ. Từ nha mọi người, cứ ưu tiên bỏ dắt trước cái đã nha. Rồi dắt đặc nhiệm nè, có đồ che mới luôn nè, bán ass luôn nha, chuyển đồ luôn cho nó máu. Từ bỏ ass vào cái đã, bốn đặc nhiệm nha mọi người. Cái móc kéo nhất của nó đó chính là bốn đặc nhiệm thôi. Mình không hiểu tại sao mà có bốn thứ đặc nhiệm thôi, nhưng mà Riot là cho móc bốn hả, sao mà cho móc năm móc sáu rồi đi, kiểu như là tăng thêm đam nè, tăng thêm tỷ lệ chí mạng hoặc là tăng thêm sát thương cũng được anh em ơi, hoặc là lướt lướt tầm 2-3 lần gì đó nó cũng khá là ok mà Riot cho móc bốn anh em mà khá là cùi bắp. Ủa, dắt nó gõ kìa. Nếu như em chưa biết á thì tướng đặc nhiệm được tăng thêm 2 ô tầm đánh nha. Đấy, dắt biến thành tướng đánh xe luôn cho nó máu, thấy không? Ok chưa? Tướng đặc nhiệm như em ơi, cái này giống như là anh em chỉ cần cho con dắt này nó cầm ấn đặc nhiệm á, thì giống như nó đang cho nó cầm hai cái đả bát liên thanh rồi, rất là bé luôn. Ôi dồi, lắp kính nhắm nữa hả? Nên lấy luôn không ta? Thập tử nhất sinh thì khá là cùi, tại vì mình đang còn khá là nhiều máu á. Chắc là lấy luôn cái lắp kính nhắm đi mọi người ơi. Tướng đứng hàng 3 với lại là hàng 4 được tăng thêm 2 ô tầm đánh và 10% tốc đánh nha. Vậy tính ra con dắt này đang được tăng tới tận là 4 ô tầm đánh nha mọi người. Ui vãi chưởng ạ. Holy shit. Dắt từ tướng cận chiến nha mọi người, biến thành tướng ADC carry luôn rồi đó. Ảo ma là gì đây chưa? Và con dắt này nha, mỗi khi mà nó xài kỹ năng á, mà team bạn áp sát tới nó nha, nó sẽ lướt tới một cái vị trí nào đó an toàn đối với nó nha, và tiếp tục gây sát thương. Và khi mà nó lướt á, nó sẽ tăng lên tỷ lệ chí mạng nha mọi người, và móc 4 đặc nhiệm á, tỷ lệ chí mạng lên tới là 100% và kỹ năng có thể chí mạng luôn nha. Khá là ảo ma. Ông này cũng là lắp kính nhắm nè, cũng là uầy. Ông này thêm được 2 slot top 100 máu luôn nè mọi người ơi. Không biết mình thắng được không ta. Đây, dắt cái lướt nè anh em ơi, ảo chưa? Úi dồi. Lướt. Đây sao nó lướt kìa. Hai ôi. What the. Nhìn hai cốt thật sự mọi người ơi. Nhưng mà mạnh nha. Nhưng mà mạnh nha. Tại vì cứ mỗi lần cái gõ thứ ba của nó tính là một lần skill nha mọi người ơi. Nó tính là một lần kỹ năng. Nên cứ mỗi lần nó gõ cái thứ ba nó sẽ lướt tới một cái vị trí nào đó. Và nếu như mà mình cho nó những cái trang bị như là cuồng đao nè, dao điện nè, hoặc là những cái trang bị nào mà tăng tốc đánh thôi á, thì thôi chứ nó lướt chắc như là cái máy điện luôn quá. Hiện tại dắt của mình nó đang được tăng là 4 mô tầm đánh nha, và được thêm nội tại lướt lướt anh em ơi. Và mỗi khi lướt á, được tăng thêm tỷ lệ chí mạng 100%, khá là bá. Nếu như mà cái lõi thứ ba nó cho mình làm một cái nâng cấp tướng thì thôi chứ đúng là hết nước chấm thật sự. Cái trận này mình không biết là có nên kẹp đi chung với thần giáp hay không, tại vì con dắt này mình chỉ cần roll được 3 sao thôi là nó tự nó bá rồi. Bán cái xấu luôn nha mọi người ơi, chuyển đồ qua cho con Yesu luôn. Wow, anh em xem dắt kìa, nó đứng ở phía cuối map bên này mà nó gõ được phía cuối map ở bên kia luôn hả? Vãi chưởng con nó gõ kìa. Chiến báo chưa? Xôi ôi, mạng cái đôi nhãn chưa? Mọi người nếu như mà xem nó hay á, hãy đừng quên để làm một like đến cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đang chơi kênh hay nha. Động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn đó. Và nếu như em chưa biết á, là mình để có những thông tin cơ bản nhất của mình ở phía dưới phần mô tả nha mọi người ơi, như là Facebook cá nhân nè, group Facebook nè, cũng như là fanpage Facebook nha. Và mình có một cái thông báo nhỏ nhỏ đối với mọi người, đó chính là kênh Bi Ú của mình nha, đã quay trở lại chính thức hoạt động rồi. Nên nếu như mọi người nào mà có nhu cầu xem liên minh, xem những cái chế độ như là URF á, thì đừng quên ghé qua kênh đó. Anh em cứ lên YouTube search tên là Bi Ú á, là nó sẽ ra thôi. Thank you mọi người nhiều. Ê, cung gỗ của tôi, cung gỗ của tôi. Ây da, mất luôn rồi mọi người ơi. Đúng là đứng top 1 mà không thể nào mà giành được đồ. Còn đồ gì thì mình lấy cái đồ đất thôi, biết sao giờ. Cái này khá là tiếc, tại vì mùa 8 này á,
Riot chơi khá là nhát tay nha mọi người. Thần dép có 5 con đúng không? Chỉ có mốc 5 thôi. Đặc nhiệm có 4 con á, chỉ có mốc 4 thôi. Và đạo chích nữa có 5 con, chỉ có mốc 5 thôi. Mình muốn là nó nhiều hơn một tí nha, tại vì ấn có thể kiếm kiếm được, ấn có thể ghép được, và ấn hoàn toàn có thể lấy được từ lõi nè, ra đi chợ nè. Nên Riot cho cái mốc mà 5 hoặc là 4 hoặc là 3 á, nó khá là thấp luôn á. Mong là phiên bản 8.5 Riot có thể nâng lên cái mốc nó cao cao hơn tí, để những cái đứa nào mà nó làm content như mình nè, làm YouTube anh em ơi, sẽ có nhiều ý tưởng hơn nha. Ui dồi ôi, ông này vừa muốn chơi chịu thắng, vừa muốn đép máu mà vừa muốn nổ hũ luôn anh em ơi, với một cái ấn đạo chích và một cái form bài đạo chích luôn nha. Chiến quá vậy. Hôm nay là Dung Mikari à, Mèo phò nè, tôi gõ cho mới cái giấc một sao thôi, nhưng mà trận nào của đem của nó cũng ác chiến đó nha. Mọi người nếu như mà có góp ý gì về cách mình bình luận chơi game hoặc là làm video á, hãy cứ góp ý ở phía dưới nha, để mình có thể biết được mình sai ở đâu và sẽ cố gắng khắc phục ở những cái điểm nào á. Thank you mọi người nhiều. Ok, level 7 rồi nha anh em ơi. Thế là sẽ mình roll tầm này đi. Chứ mà đợi lên level 8 roll á thì tỷ lệ nó cũng khá là ok thôi, nhưng mà mình sợ là level 8 roll này chưa dắt chưa ba thì team mình nó thắng hết rồi, trận này nó end rồi thì nó khá là phí. Đây, kịp đi chung với đấu sĩ luôn nha. Con giác này cũng là một cái vị tướng carry khá là hot ở trong cái meta hiện tại. Nên nếu như mọi người mà ra được nâng cấp giác sớm nè, giác 3 sao và đồ chuẩn á, thì nó carry cũng khá là ổn đấy. Ông này là mài da với một cái form bài linh vật đi chung với chủ lực và xả kích và samurai carry à. Chỗ giác nó gõ kìa nè. Úi dồi. Tưởng như thế nào. Con dắt kỹ năng của nó là bay vào khi mà ở xa mục tiêu quá, nhưng mà với cái tầm đánh nó xa như thế này thì nó đứng nó gõ bluetooth luôn mọi người. Nhìn hài cốt thật sự nhưng mà mạnh nha. Và nếu như năm nào mà có ý tưởng gì hay và muốn mình làm, hãy cứ bình luận ở phía dưới. Mình sẽ cố gắng mà đọc hết tất cả bình luận của anh em và thực hiện từng cái một. Cái hệ đặc nhiệm này có 4 con nha, là con Ash 1 tiền, con April 2 tiền, con Kai'Sa và Vayne là 3 tiền nha mọi người. Không có tướng 4 với lại là 5 tiền . Nhiều anh em cũng đưa ra cho mình khá là nhiều ý tưởng hay rồi, và mình cũng đang thực hiện từ từ và từng cái một nha. Cũng có cái khó nè, cũng có cái dễ nè, nhưng mà mình sẽ thực hiện dựa theo nhân phẩm thôi. Kiểu như cái trận nào mà nó ra cho mình nhiều nhiều quá tướng các kiểu trang bị nó tự ra thì mình sẽ ưu tiên mình làm thôi. Giống như là cái trận này, khi mà dắt nó tự ra, ấn nó tự ra và trang bị nó tự có luôn thì ngại gì mà mình không chơi đúng không? Cái lõi thứ ba tỷ lệ lên tới 95% nha, sẽ là nâng cấp tướng nha mọi người. Tại vì Riot đã đưa ra một cái bảng gọi là tỷ lệ khi mà ra với lại là không ra nâng cấp tướng nha. Và 5% đó là rất là hiếm nha mọi người. Nhưng mà tính tổng 5% trên tổng trận mỗi ngày thì nó lại không có gọi là đặc biệt cho lắm. Rất là nhiều chọn luôn. Nhưng mà xét theo cá nhân thì một tuần mình chơi gặp hiếm nhất nha mọi người, là tầm 2 đến 3 chọn không có nâng cấp tướng thôi, mà là phải là 3 lõi kim cương đó nha. Chứ mà không có nâng cấp tướng mà lõi bạc hoặc là lõi vàng thì nó lại khá là bình thường rồi. Ui, tầm đánh của dắt hiện tại đây là 5 ô luôn á anh em. Đây là 5 ô nha. Một ô của nó có sẵn và 4 ô được cộng thêm. Kinh khủng. Nâng cấp tướng nhưng mà tướng 4 vàng 3 vàng không có dắt à. Nhận một Kai'Sa cho đồng minh 100% tốc đánh cộng dồn từ kỹ năng của mình. Uầy. Được quá ta, được quá ta. Được đấy mọi người ơi, lấy luôn nha. Thằng nào mà đứng gần Kai'Sa nhất á được cộng thêm 100% tốc độ đánh từ kỹ năng của Kai'Sa nha. Và nếu như mọi người chưa biết thì Kai'Sa kỹ năng của nó là càng đánh tốc đánh nó càng cao. Uầy. Và mình nhớ mình có làm một cái meta về Kai'Sa carry đi chung với cặp đôi hoàn cảnh hình đúng không ta? Cặp đôi hoàn cảnh đó nha, mà mọi người mà lấy được cái lõi nâng cấp Kai'Sa này á thì đúng là quái vật của quái vật luôn á. Tại vì anh biết sao không, hai con Kai'Sa cặp đôi á nó đã mạnh rồi mà nó còn búp chéo nội tại tốc đánh cho nhau nữa thì rất là bé luôn á. Và ngày hôm nay mình lại được tiếp tục nè, bỏ cho ăn dắt hưởng nha mọi người. Nhận được 100% tốc đánh từ kỹ năng của Kai'Sa, mà nó cứ cộng dồn liên tục thôi, cộng dồn tốc đánh vô hạn và vĩnh viễn luôn. Nhưng mà nó chết là cút rồi.
Hay sai chết là nhắc cú rồi. Vẫn gõ được. Rồi. Giác. Úi xồi, ông này level 6 nhưng mà 2 slot là 8 slot luôn á nha. Và thua là máu trừ gấp đôi. Ông này gặp mình hai lần, thua hết cả hai lần, tội thế. Mình đang chuỗi thắng lên tới là 10 trận nha mọi người. Hồi nãy ra nó cấp tướng á, mặc dù mình còn xoay lõi nha, nhưng mà không, mình quyết định là không xoay. Tại vì cái này nó ra cho mình nó cấp tướng ngon mà, ngại nhưng mà không lấy. Nó có hai loại thôi, một loại là nâng cấp cho toàn bộ đội hình là búp tem á nha mọi người. Còn cái thứ hai á là cho cá nhân. Tại vì mình thấy cái kia nó ngon quá, không có cần kiếm dắt. Tại vì dắt mình nhớ không nhầm là nó cũng có một cái búp khi mà xuống dưới 50% máu á, được né tránh 100% trong vòng 2 giây, cái đó cũng bình thường. Mình cần tốc đánh cơ. Và mình lắp luôn là một cái dây kia nè, cái xe búp tốc đánh nè, ổn áp liền. Và mình đang roll kiếm dắt 3, cũng như là cái dàn tăng của mình á, chỉ cần 3 sao thôi là ổn. À nhầm, 2 sao thôi là ổn. Ui. Úi dồi, ông kia cai xe đồ khá là chuẩn nha. Nhưng mà dắt của mình nó gõ đúng hai cái thôi. Mỗi lần lướt là tăng 100% tỷ lệ chí mạng. Mà hồi nãy giờ tem bạn chưa có đụng được con dắt của mình luôn á anh em ơi. Chưa có đụng được luôn á. Nên nãy giờ nó vẫn chưa lướt, khá là buồn. Tem bạn toàn chơi những cái vị tướng như là cai xe, carry, V-Cock, Vayne. Hoặc là những cái vị tướng đứng ở xe á, nó đánh thì nó không có tiếp cận được. Nhưng mà nội tại đặc nhiệm á nha, là phải có tướng đánh gần tiếp cận ở trong vòng tầm 1 đến 2 ô thì nó mới lướt nha mọi người ha. Ước gì tên bạn bây giờ chơi tinh tặc nè, chơi những cái form bài mà có nhiều tăng tí, nó càng xuống dưới để dắt mình nó lướt nhìn nó mới hài. Đây chuỗi thắng 11 trận nha. Lúc đầu game mà được cái khởi đầu tốt một tí là bá đạo rồi. Với lại là đây là cái lõi kim cương khởi đầu anh em ơi, nên mà muốn top 100 máu cực kỳ khó luôn. Lắp hết đồ luôn nha, mình đang muốn giữ tiếp tục cái chuỗi thắng này. Đang chuỗi thắng 11 trận mà không giữ thì chừng nào mới giữ đây. Mình roll nốt kim dắt, ui dồi, dắt cái tự ra kìa, thấy không? Một con nữa. Một con nữa 3 sao luôn. Không ra. Mình cũng không vội anh em ơi. Tại vì mình cũng muốn đang tích tiền lên level 8, level 9 nữa. Đây đây, ông này có vẻ khá là mạnh nha. Không biết càng xuống được cái dàn tăng của mình hay không nữa. Ờ, dắt con lướt kìa. Đúng rồi. Mỗi lần lướt là tăng 100% tỷ lệ chí mạng đó. Đó, team bạn toàn carry đánh xa như mình không à. Thì hai thằng nó cứ cần đậu văn ngoài, nó đánh Bluetooth không anh em ơi. Thời đại 4.0 mà. Phải đánh bằng 4G, 5G không à, chứ không đánh cận chiến nữa. Chịu luôn á. Thằng nào cũng đánh xa vãi chưởng ra, không đụng nhau được. As 2 sao à, ok. Dắt một con nữa nào, V 2 sao luôn nè. Dắt nào. Riven. Tại vì Riven vừa kích vệ quân. Với lại là Riven nó có đấu sĩ luôn, và là tướng 3 tiền nữa. Nhưng mà nghĩ nó khá là ngon, xài được. Con Vayne này bây giờ mình bỏ vào nó lại hơi bị phí ha. Nó kích được cái song đấu với lại là cái đặc nhiệm không à. Mà đặc nhiệm mình đã full rồi mà song đấu mình lại không cần. Ui, ông này tôi thấy là mới nổ hũ xong à. Mới nổ hũ nè. Căng. Dắt mình gõ được. Modern này nó trâu quá anh em. Dắt đúng rồi, lướt đi bạn, lướt một tí. Cho nó mạng cái đôi nhãn một tí. Nãy xứ 7 cây 6 đam. Hồi nãy giờ mới là dắt 2 sao thôi đấy nha. Mà nó mạnh kinh khủng chưa. Ở đây rồi. Roll nó không ra, nhưng mà nó thích là nó tự ra thôi mọi người. Trẻ hiểu luôn. Và cuối cùng dắt 3 sao rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tích tiền và lên level nha. Sắp level 8 luôn nha mọi người. 4 đấu sĩ là được cộng thêm 40% máu tối đa à. Ông này cũng là đặc nhiệm luôn nè. Đặc nhiệm quân cảnh laser. Rồi dắt nó gõ kìa. Dắt nó gõ kìa. Đi luôn. Quá là áp đảo luôn mọi người ơi. Trận này chắc là end sớm luôn quá. Tại vì mình đẩy máu nhanh quá mà. Hồi nãy giờ anh em thấy không, mình thắng á, toàn là thắng nguyên sàn không à. Và ông kia nổ có hũ đấy chứ. Ông kia nổ có hũ thắng một phát 8-9 con. Nó đẩy máu rồi. Như lũ lụt vậy anh em ơi. Ghê quá. Trận này chắc là không có cần kịp thần giáp đâu.
thằng giáp phí slot kẹp full đấu sĩ là được, cũng trâu rồi. Được cái quại lỗi lắp cái nhóm này nó ảo ma quá, và mình đang lắp cho con Ash này cầm tận là hai cái dây kia nha, tăng tới tận là 60% tốc đánh lúc đầu game và càng đánh nó càng mạnh. Ông này là 4 xạ kích thường dân, ông này là mid for tool carry ha, kai sai carry, toàn là những cái vị tướng đánh sai không à. Đấu sĩ nè, không càng số hàng dưới của mình được luôn á mà. Ui vậy xù mình vừa thấy nó lướt lên để nó lóc hả, này chiến nha. Đúng rồi, có thằng Remus làm tốt đấy bạn, trời nó gõ chí mạng 1k3 đam anh em, đam hơi bị ảo nha, một gõ chí mạng 1k3 đam mà lại luôn đó chưa, kinh khủng thật sự. Cái 63 nãy giờ mình thấy là cái dàn đam của team bạn chưa có đủ sức mạnh để càn xuống cái dàn tăng của team mình, và trận này mình thấy là không ai chơi tinh tặc cả ha, tinh tặc nhiều một tí, tại vì tướng nó móc xuống á là tướng đặc nhiệm của mình nó sẽ auto nó lướt ra và nó né luôn. Mùa này là không còn sát thủ nữa, nó đang nổi lên những cái form bài meta mà cứ đứng dưới bắn là được rồi, khá là hiệu quả. Ui ôi ông này lúc sắp 3, Kai'Sa sắp 3, đang nuôi cả Nila 3 nữa, level 7 và hơn 50 vàng, nhưng mà ông này gặp mình là đi đấy, tại vì ông này ông có đang được một cái lõi đó chính là vương miện hắc khóa nha, nên thu một phát là trừ một đống máu đó. Đấy team bạn không có chơi kiểu như là fit đồ stick các kiểu hoặc là giáp thơm mọi người, tại vì mấy con đó nó tiếp cận nó mới dễ, hoặc là Nunu á. Ồ team bạn mà chơi Nunu rồi thôi chứ, mà team bạn chọn này là không chơi, tiếc ghê. Nếu như mà được thì chọn này mình sẽ làm lại một cái trận mà nó mạnh đôi nhãn hơn nha, như là dắt 3 sao đặc nhiệm đi chung với 8 đấu sĩ, hoặc là dắt 3 sao đặc nhiệm đi chung với thần giáp các kiểu gì đó ha. Không biết thần giáp bỏ vào nó có mạnh hơn hay không, tại vì mình thấy là cái móc 3 sao và đi chung với đấu sĩ á nó cũng đã đủ châu quá rồi đối với con dắt này, kẹp thần giáp vào mình nghĩ nó cũng hơi bị thừa, nhưng mà nếu mà được thì mình sẽ cũng cố gắng thử nha. Hiện tại anh em đưa ra cho mình khá là nhiều ý tưởng về thần giáp, như là tướng carry thôi, như là Jesus nè, Kai'Sa nè, thần giáp rồi chủ lực á. Những cái ấn đó thì anh em phải kiếm được từ lõi hoặc là đi chợ thôi, chứ không thể nào mà ghép được từ thì vàng. Ông này thêm một slot, 9 slot, đồ hũ chắc luôn, được đồ ánh sáng luôn nè. Mít phò đồ khá là đẹp nha. Trận này mình snowball, trận này mình snowball ác anh em ơi, snowball ác. Này sao ông này bị ông Kai'Sa đấm luôn á, sao nữa. Ok level 9 luôn nha, bỏ gì vào ta, April à. Bây giờ mình còn dư April với lại là Vayne luôn nè, mình kẹp hai con này thêm vào là mình được cái form bài là dắt 6 đặc nhiệm luôn á, nhưng mà móc 6 với lại là móc 4 nó cũng như nhau thôi nè, nó không khác biệt gì nhau cả. Anh em đừng hỏi vì sao mà mình không đưa dắt lên hàng 1 nha, tại vì mình đang có lỗi lắp kinh nhắm mọi người ơi, mình phải để hàng 3 hoặc là hàng 4, chứ để hàng 1 với lại là hàng 2 là nó không có kích hoạt được lỗi ha. Jesus nó giờ mặc dù là 2 sao nhưng mà quẩy khá là ác. Ui bỏ u gót và nó được đóng trang bị đóng tiền luôn à. Mày nè, Kai'Sa 3 à, nghe nó lực cũng mạnh nè à. Đi luôn. Ui một phát thắng hai ông luôn kìa. Round 5 chấm end game mọi người ơi. Ok về GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt các em. Bye bye.